Trước đây, đối với cai nghiện các loại ma túy truyền thống, thường sử dụng thuốc để cắt cơn. Tuy nhiên, với cai nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá không có thuốc hỗ trợ. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra phác đồ điều trị loại cai nghiện ma túy tổng hợp này. Các loại ma túy tổng hợp, còn gọi là ma túy đá, thuốc lắc, khi dùng quá liều, gây kích thích mạnh mẽ, khiến bệnh nhân kích động, run, tăng nhịp tim, có hành vi tấn công, lú lẫn, ảo giác, tiêu cơ vân, co giật, hôn mê và tử vong. Theo phác đồ Bộ Y tế vừa ban hành, sẽ can thiệp tâm lý và hành vi, tư vấn tăng cường động lực để hỗ trợ người lệ thuộc ma túy tổng hợp, cai nghiện và việc điều trị còn được hỗ trợ bằng thuốc. Theo đó, bác sĩ sẽ giúp bệnh nhân hiểu về sự độc hại của ma túy tổng hợp, giúp bệnh nhân thiết lập mục tiêu cuộc sống và hoạt động có ý nghĩa để thay thế việc sử dụng ma túy, giúp bệnh nhân tập trung phát triển những điểm tốt của bản thân để có thêm quyết tâm cai nghiện.